Cô xin chào các em. Ở tiết trước chúng ta đã học xong bài số 5 bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình. Thì để ôn lại bài cũ thì cô có một câu hỏi điền khuyết dành cho các em. Các em hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống. Sau đây cô sẽ có 5 cụm từ dành cho các em. Cụm từ đầu tiên là tươi sống, cụm từ thứ hai là hư hỏng, cụm từ thứ ba là thực phẩm, cụm từ thứ tư là thời gian, cụm từ thứ năm là phát triển. Dựa vào đoạn văn trên thì các em hãy cho cô biết những cụm từ trên phù hợp với chỗ trống nào. Đầu tiên, những thực phẩm như thịt, cá, chấm trắng chưa qua chế biến, theo em sẽ phù hợp với cụm từ nào? Đó chính là cụm từ tươi sống. Những thực phẩm như thịt, cá, tươi sống chưa qua chế biến chỉ giữ được trong ngăn đá tủ lạnh trong một khoảng thời gian cho phép. Nếu chúng ta để quá thời gian đó thì chấm chấm sẽ bị giảm chất dinh dưỡng. Đó chính là thực phẩm. Thực phẩm của chúng ta sẽ bị giảm chất dinh dưỡng nếu chúng ta để quá thời gian cho phép. Và thực phẩm đã được chế biến nếu để trong tủ lạnh quá lâu thì vẫn sẽ bị trong trắng, đó chính là sẽ bị hư hỏng. Vi khuẩn vẫn có thể phát triển, từ đó sẽ làm giảm chất lượng của thực phẩm đi. Để hiểu rõ hơn về vấn đề đó thì chúng ta vào tìm hiểu bài số 5 tiếp theo. Bài 5, bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình tiếp theo. Trong tiết này chúng ta sẽ đi vào phần 2 nhỏ chế biến thực phẩm. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu 2.1 vai trò và ý nghĩa của việc chế biến thực phẩm. Các em hãy nêu cho cô cảm nhận về các thực phẩm trước và sau khi chế biến ở hình 5.3 và từ đó cho cô biết vì sao nên chế biến thực phẩm trước khi sử dụng. Đầu tiên các em có thể thấy được từ thực phẩm gạo chúng ta có thể chế biến thành món cơm mà chúng ta hay dùng trong các bữa ăn gia đình. Tiếp theo, từ thực phẩm là thịt tươi sống mà chúng ta có thể chế biến ra món ăn như thịt kho. Thì cảm nhận của các em khi nhìn các món ăn trên là gì? Thì đầu tiên như các em có thể thấy được thì thực phẩm mà sau khi chúng ta chế biến sẽ làm kích thích đi vị giác và thị giác của chúng ta, làm cho chúng ta nhìn những món ăn đó trông ngon hơn và hấp dẫn hơn. Và khi chúng ta nếm vào thì vị sẽ đậm đà hơn và ngon miệng hơn. Vậy theo em vì sao chúng ta phải chế biến thực phẩm trước khi? Đó chính là việc mà chúng ta chế biến thực phẩm sẽ trở nên dễ tiêu hóa hơn, an toàn và thơm ngon hơn. Thực phẩm có thể sự được chế biến thành nhiều món ăn, từ đó sẽ làm cho món ăn thêm nhiều hương vị thơm ngon và đặc trưng của mỗi dân tộc, mỗi vùng miền khác nhau. Và các phương pháp chế biến thực phẩm thì góp phần làm phong phú cho bữa ăn gia đình của chúng ta, tránh tình trạng nhàm chán trong các bữa ăn gia đình. Qua đó chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phần 2.3 phương pháp chế biến có sử dụng nhiệt. Phần 2.2 phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt thì tiết sau chúng ta sẽ học chung với phần thực hành. Do đó chúng ta sẽ đi vào phần 2.3. Đầu tiên trong phần 2.3 chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần A phương pháp làm chín thực phẩm trong nước. Trong phương pháp làm chín thực phẩm trong nước, các em sẽ có 3 phương pháp. Đầu tiên đó là phương pháp luộc, phương pháp thứ hai là phương pháp nấu, phương pháp thứ ba là phương pháp kho. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phương pháp chế biến thực phẩm trong môi trường nước, đó chính là phương pháp luộc. Các em hãy quan sát hình trên và cho cô biết các em hiểu như thế nào về món luộc. Hay nói cách khác, món luộc là phương pháp làm chín thực phẩm trong môi trường nhiều nước
với thời gian đủ để làm thực phẩm chín mềm. Các em lưu ý, khi chúng ta luộc một món ăn gì đó, thì lượng nước lúc nào cũng phải ngập qua mặt thực phẩm. Thì lúc đó thực phẩm của chúng ta mới chín đều được tất cả các mặt. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phương pháp thứ hai, đó chính là phương pháp nấu. Các em hãy quan sát ba hình trên đây và cho cô biết hiểu như thế nào về món nấu. Hay nói cách khác, món nấu là làm chín thực phẩm trong môi trường nhiều nước và có nêm gia vị vừa ăn. Và món nấu sẽ có kết hợp nguyên liệu động và thực vật chúng ta có thể nấu chung với nhau. Tương tự đó, chúng ta sẽ đi vào phương pháp cuối cùng, đó là phương pháp kho. Các em hãy quan sát hình trên đây và cho cô biết. Sau khi đã quan sát hình xong thì các em hãy cho cô biết em hiểu như thế nào về món kho. Món kho là phương pháp làm chín thực phẩm trong lượng nước vừa phải với vị mặn đậm đà. Các em lưu ý, hương vị làm nên đặc trưng của món kho đó chính là từ có gia vị như tiêu, hành lá, hành tím, hành tây, tỏi, nước mắm, v.v. Sau đây thì các em hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa ba phương pháp mà chúng ta vừa tìm hiểu trên. Đó chính là phương pháp luộc, phương pháp nấu và phương pháp kho. Như các em có thể thấy, khi mà chúng ta định nghĩa cũng như chúng ta quan sát hơn thì các em sẽ thấy ba phương pháp đó đều có chung một đặc điểm, đó chính là đều làm chín thực phẩm trong môi trường nước. Điểm khác nhau giữa ba phương pháp đó, đầu tiên chúng ta sẽ có ba điểm khác nhau như sau, đó chính là thời gian, lượng nước và gia vị. Các em nên nhớ, đối với món luộc thì thời gian luộc lúc nào cũng sẽ nhanh và lượng nước lúc nào cũng nhiều, và gia vị có thể cho hoặc không cho, do đó nói cách khác là gia vị chúng ta. Và các em lưu ý, khi luộc chúng ta chỉ cho, thông thường chúng ta sẽ cho một số loại gia vị như muối, hoặc chanh, hoặc giấm. Tiếp theo, chúng ta sẽ qua phương pháp nấu. Đối với phương pháp nấu thì thời gian sẽ chậm để cho thực phẩm vừa đủ chín mềm lẫn thực vật và động vật. Và lượng nước trong phương pháp nấu cũng là lượng nước nhiều. Và gia vị sẽ nêm nếm vừa ăn theo khẩu vị của từng người, từng hộ gia đình. Cuối cùng đó chính là phương pháp kho. Thì thời gian đối với món kho là vừa phải đủ để cho thực phẩm chín mềm. Và lượng nước trong món kho cũng là vừa phải, không nhiều cũng không quá ít. Gia vị của món kho thì luôn luôn là vị mặn đậm đà. Do đó các em có thể thấy được ba đặc điểm khác nhau của ba phương pháp trên. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phương pháp thứ hai, đó là phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo. Đối với phương pháp làm chín thực phẩm trong chất béo, chúng ta sẽ có ba phương pháp như sau. Phương pháp đầu tiên là phương pháp rán. Rán có tên gọi khác là phương pháp chiên. Phương pháp thứ hai đó là phương pháp xào. Phương pháp thứ ba đó là phương pháp rang. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phương pháp đầu tiên, đó chính là phương pháp rán, hay có tên gọi khác là chiên. Gợi ý đối với món chiên như sau. Các em hãy cho cô biết món chiên được làm chín trong môi trường như thế nào, và lửa dùng để chiên như thế nào, và trong thời gian là bao lâu. Như các em có thể thấy, món chiên là chúng ta sẽ làm chín trong môi trường chất béo, với lượng chất béo khá nhiều, và chúng ta đun với lửa vừa và trong khoảng thời gian đủ để làm chín thực phẩm. Các em lưu ý, chúng ta không nên đun lửa quá to, vì khi chúng ta đun lửa quá to thì đối với một số thực phẩm thì chúng ta sẽ chưa chiên chín được bên trong,
mà bên ngoài thì đã khét rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về món xào. Thì các em hãy quan sát hình và cho cô biết dựa vào thực tế trong chính gia đình mình thì các em hiểu như thế nào về món xào. Món xào là phương pháp làm chín thực phẩm với lượng chất béo vừa phải và sẽ có sự kết hợp giữa thực phẩm thực vật và động vật hoặc riêng từng loại, đun lửa lớn trong thời gian ngắn. Các em lưu ý đối với món xào, nếu chúng ta đun ở thời gian quá lâu thì sẽ làm cho những thực phẩm thực vật bị mềm nhũn và những thực phẩm từ động vật sẽ bị dai, ví dụ như bò. Các em quan sát đây là một số món xào. Chúng ta có thể xào riêng từng loại thực vật riêng và động vật riêng, hoặc chúng ta có thể kết hợp các động thực vật vào xào chung. Cuối cùng, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phương pháp rang. Vậy theo các em, rang là gì? Hay nói cách khác, rang là phương pháp làm chín thực phẩm với một lượng rất ít chất béo hoặc không có chất béo. Chúng ta sẽ đảo đều trong chảo, lửa vừa đủ để thực phẩm chín từ ngoài vào trong. Các em lưu ý đối với món rang, chúng ta không sử dụng lửa to vì như vậy thì bên ngoài chín nhưng bên trong thực phẩm sẽ chưa chín. Quan sát một số hình về món rang. Đây là một số món rang ít chất béo như cua rang me, tôm rang, bắp rang bơ. Là một số thực phẩm rang không chất béo như đậu phộng rang, hạt dẻ rang, vừng rang, cà phê rang. Từ đó thì các em hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa ba phương pháp trên. Phương pháp xào, rán và rang. Như các em có thể thấy, điểm giống nhau đầu tiên đó chính là đều làm chín thực phẩm trong chất béo. Và điểm khác nhau giữa ba phương pháp trên cũng là ba đặc điểm. Đặc điểm đầu tiên sẽ là lượng chất béo như thế nào. Đặc điểm thứ hai là mức độ lửa như thế nào. Đặc điểm thứ ba là thời gian sẽ như thế nào. Đối với phương pháp chiên thì lượng chất béo sẽ là khá nhiều và độ lửa sẽ vừa phải, không to cũng không nhỏ. Thời gian thì sẽ tùy thuộc loại thực phẩm mà chúng ta chiên. Ví dụ như khi chúng ta chiên cá thì thời gian sẽ nhanh, còn khi chúng ta chiên đùi gà thì thời gian chiên sẽ lâu. Tiếp theo chúng ta sẽ qua phương pháp xào. Đối với phương pháp xào thì lượng thực phẩm, lượng chất béo phải vừa phải, không nhiều cũng không ít. Và mức độ lửa thì là to. Thời gian ngắn, các em lưu ý nha. Chúng ta không thời gian xào quá lâu vì như vậy sẽ làm thực phẩm của chúng ta mềm nhũn hoặc dai. Còn đối với món rang thì lượng chất béo rất ít hoặc không có chất béo. Và lượng mức độ lửa là vừa, không lớn cũng không nhỏ. Và thời gian rang cũng tùy thuộc vào từng loại thực phẩm khác nhau. Cuối cùng chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phương pháp làm chín bằng hơi nước và bằng nguồn nhiệt trực tiếp. Chúng ta sẽ vào tìm hiểu phương pháp chưng, phương pháp hấp và phương pháp nướng. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phương pháp chưng và phương pháp hấp. Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu khái niệm về phương pháp chưng và phương pháp hấp. Hấp có tên gọi khác là đồ. Hay nói cách khác, phương pháp hấp, đồ và chưng là các phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng của hơi nước. Lửa cần phải to để hơi nước bốc nhiều mới đủ để làm chín thực phẩm. Và thời gian làm chín thực phẩm cũng tùy thuộc vào loại thực phẩm mà chúng ta sử dụng. Các em lưu ý trong món hấp và chưng, chúng ta không sử dụng lửa nhỏ vì như vậy sẽ làm tốn thời gian và nguyên liệu của chúng ta.
Chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu phương pháp cuối cùng, đó chính là phương pháp nướng. Đây là phương pháp làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của nguồn nhiệt. Món nướng là một món rất là thông dụng trong các bữa tiệc liên hoan hoặc các tiệc buffet dã ngoại ngoài trời của chúng ta. Vậy thì em hiểu như thế nào về món nướng? Hay nói cách khác, món nướng là món mà chúng ta làm chín thực phẩm bằng sức nóng trực tiếp của nguồn nhiệt. Nguồn nhiệt ở đây có thể là từ than hoặc từ điện. Hồi xưa khi mà chúng ta muốn nướng một món thực phẩm gì đó, chúng ta sẽ sử dụng than củi hay còn gọi là than hoa, thì chúng ta sẽ nướng trên các vị nướng và chúng ta chỉ trở mặt khi các mặt vàng đều. Còn bây giờ thì chúng ta ngày nay công nghệ càng tiên tiến thì chúng ta sẽ sử dụng nướng trên các những cái bếp điện tử hoặc các bếp nướng. Sau khi chúng ta đã tìm hiểu xong các khái niệm về các phương pháp chế biến có sử dụng nhiệt, thì các em hãy làm cho cô phần luyện tập sau đây. Trong phần luyện tập này thì các em hãy điền tên các phương pháp chế biến phù hợp với mỗi loại thực phẩm trong bảng sau đây. Chúng ta sẽ có 6 loại thực phẩm. Thực phẩm đầu tiên đó là cả con cá, thì theo em cách chế biến nào là phù hợp? Thực phẩm thứ hai là bắp, thực phẩm thứ ba là bánh lăng, thực phẩm thứ tư là đậu phộng, thực phẩm thứ năm là rau muống, thực phẩm thứ sáu là gà lăng bột. Vậy theo em các phương pháp chế biến nào phù hợp với các loại thực phẩm trên? Đối với thực phẩm đầu tiên đó chính là cả con cá thì chúng ta sẽ sử dụng các phương pháp như sau. Phương pháp đầu tiên đó chính là phương pháp nấu. Thì chúng ta có thể sử dụng là món mình nấu canh chua cá lóc, hoặc món kho chúng ta có thể dùng làm cá kho tiêu, hoặc phương pháp rán thì chúng ta sẽ dùng làm cá chiên xù, hoặc phương pháp nướng chúng ta có thể dùng làm cá nướng dưới bạc, hoặc phương pháp hấp và trưng chúng ta có thể làm món cá hấp. Tiếp theo qua thực phẩm thứ hai đó là bắp, thì chúng ta có các phương pháp chế biến như sau: phương pháp luộc, phương pháp nấu, phương pháp xào, phương pháp rang và phương pháp nướng. Như là món bắp luộc, bắp nấu chúng ta hay thấy trong các món súp cua, hoặc món xào, bắp xào bơ, hoặc bắp rang bơ, hoặc bắp nướng. Còn đối với món bánh lăng thì chúng ta chỉ sử dụng phương pháp hấp và trưng. Đối với món đậu phộng thì chúng ta sẽ sử dụng các phương pháp như sau: đậu phộng luộc, hoặc đậu phộng nấu, hoặc đậu phộng xào, hoặc đậu phộng rang. Trong đậu phộng nấu, các em sẽ bắt gặp nhất là khi chúng ta nấu xôi đậu phộng. Tiếp theo, đối với món rau muống, chúng ta sẽ có các phương pháp chế biến phù hợp như luộc, rau muống luộc, hoặc rau muống nấu canh chua, hoặc rau muống xào tỏi. Đối với gà lăng bột thì chúng ta có phương pháp chế biến phù hợp, đó chính là rán. Các em lưu ý đối với món gà lăng bột thì khi chúng ta rán là phương pháp làm thực phẩm ngon hơn và đẹp mắt hơn. Cuối cùng thì đối với bài tập vận dụng thì các em hãy kể tên cho cô 3 đến 5 món ăn và phương pháp chế biến tương ứng với các món ăn đó. Để làm được điều đó, các em dựa vào phần luyện tập cô và các em vừa làm ở phần trên, thì các em hãy cho cô các ví dụ khác với những ví dụ cô vừa nêu. Về nhà, các em học cho cô bài số 5 và xem trước các phần tiếp theo. Phần 2.2, các phương pháp chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt và thực hành các món phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt. Em và hẹn gặp lại các em ở tiết sau. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các em.